Xin chào các bạn, kênh Nhịp Tiếng rất vui gặp lại được các bạn, các cô chú, các anh chị thân mến nha các bạn. Đêm nay là 31 tháng 12, cũng là đêm cuối năm rồi các bạn, bước sang năm 2022 rồi các bạn. Mình chúc các bạn và các anh chị, các cô chú có một năm mới. Chúc các chú, các bạn, các anh chị có một năm phát tài, phát lộc, an khang, thịnh vượng và thành đạt và nhiều sức khỏe nha các bạn. Và bây giờ mời các anh chị, các cô chú đi theo mình ra ngoài Sài Gòn đón cái Tết Tây nha các bạn. Cái Tết Tây bước sang năm 2022 các bạn. Bây giờ mời các bạn đi theo mình các bạn. Đây là cái phố đi bộ đó các bạn. Cái phố này là các bạn đều biết rồi. Nhưng mà hôm nay Tết Tây á, người ta làm cái sân khấu ngay chính giữa phố đi bộ này các bạn. Cái sân khấu quá trời lớn luôn các bạn. Sân khấu hoành tráng luôn, đèn rất là đèn, chiếu đẹp lắm các bạn. Các bạn ra các bạn thấy rất là đèn nhiều luôn các bạn. Và có đài truyền hình HTV7 xuống trực tiếp luôn các bạn.
Thôi tới đây mình tạm dừng ở đây các bạn. Các bạn nào xem và thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký cho mình các bạn. Bây giờ tạm biệt và bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp nha các bạn. Bye bye.